Sugoi Fukuidan hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Em ơi, đi hội hoa xuân đi em. Eo ôi, xuân đến rồi, đẹp quá. Hoa muôn nơi sắc màu rực rỡ. Eo ôi, đi chậm như em thì đến Tết năm sau mới đến. Thấy chưa, xuân, xuân đẹp. Nó không có như mùa đông mà không như mùa thu, mà không như mùa hè, mà nó là mùa xuân. Mình đi gì? Xuân đã đến rồi, rêu rặng ngàn hoa xuống đời. Vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi. Đẹp trong tiếng cười, cho kịp người tình thương đắm đuối. Nắng xuân đem vui với đời. À, nghe gió về, đàn tiếng hòa như muôn tiếng đàn. Xuân đem niềm vui cho ngày xanh không hoen lời than. Sầu thương xóa mờ tây liệu đời càng thêm mà trang chưa. Khát khao xuân tươi thái hòa. Chị em ơi, trai đẹp, trai đẹp, trai đẹp, thích quá cơ. Sao nữa? Người đâu gặp gỡ làm chi? Trăm năm biết có duyên gì hay không? Gì vậy? Vô liền đi còn thơ văn đồ nữa. Anh kỳ quá, em phải nói như vậy để người ta biết mình là cái con người có văn hóa. Dầu gì là em cũng có cái bằng cử nhân kỹ sư mà anh. Tình duyên là cái chi chi? Sàng qua sàng lại em tát cho vỡ mồm. Thơ hay không? Tránh ra đi để cho chúng em đi nhá. Làm gì? Em hỏi thôi. Miền Nam. Ta gần đi rồi, ta anh hò xong chắc nó mất tiêu luôn á. Yên tâm. Để coi anh tỏ tình kiểu miền Nam. Ráng nha. Rồi vô. Ôi như đồng đất luôn đấy. Anh ơi, lần sau anh có hò, anh dịu dàng chút xíu, phụ nữ người ta hết hồn á. Ủa hò vậy hết hồn? Hết hồn. Đúng rồi, em giật mình, em hết hồn, em bị bệnh tim. Vậy làm lại. Làm lại đi anh. Vô. Hay. Trời ơi, hay quá. Hay quá luôn ấy. Bây giờ mận mới hỏi đào, giường hồng đã có ai vào hay chưa? Chưa. Nè, nói là không phải nổ với hai em nha. Ông anh của anh được có một cái là mỗi lần mà tao nó gất cái giọng hò lên thôi, trời ơi, ai nghe xong thấy là tôi nói yes sir, té xuống hết xỉu, nằm sắp lớp đó. Tại ai cũng nói rằng là anh hát giống Minh Vương đó. Đúng rồi, anh của anh hát giống Minh Vương. Mà Minh Vương á, khi mà bị bệnh ấy, giọng là đó. Chị anh nói gì giờ để bị hại vậy? Không, anh hò làm sao mà để người ta nói anh lúc bị giống như Minh Vương bị bệnh là tại anh á. Cái gì vậy? Cái gì á? Dạ em hò Huế. Trời đâm ba. Thôi, anh ơi, không xong. Em thấy hò quá, mấy mình về đi anh. Anh khoan về. Này, thời buổi bây giờ mà cứ ho kiểu này là nó nhạy cảm lắm, người ta đi ngay. Em hò đâm bang quá, em đừng hò. Anh ơi, đi đâu mà vội mà vàng, dừng chân ghé lại gian hàng chúng em. Anh ơi. Tự nhiên như điện đấy nhỉ. Ôi dồi, nó dần sao. Ủa sao mặt lạ vậy? Nói nghe nè. Sao? Anh chị ơi, đi cái về vụ chị mà ơi, cái vụ về mà mình mình ướng vậy đó. À, là cái tuổi lứa tuổi học sinh, hiểu không? Còn tuổi của chị với tuổi của anh là tuổi phụ huynh, hiểu không? Cái gì? Mình bớt á. Biết gì hết chứ em cứ pha người ta không. Không, em nói thiệt. Ai nói là em học sinh nó đá vậy? Anh nói mà nói thiệt luôn, em nổi da gà luôn á. Học sinh là thường thường nó đá vậy nè. Nó đá sao? Nó đá lên. À, học sinh là đá lên hả? Cỡ tụi anh mới là
Hiểu không? Em bớt hiểu rồi. Chị ơi, học sinh là tuổi học sinh là cái tuổi còn sung sức là nó đá lên, hiểu không? Còn tuổi anh hết sức rồi là đá ngang. Bậy nữa, bậy nữa. Thôi nói chơi thôi. Ôi dù 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 đến cuối cùng. Em ơi. Dạ. Anh làm gì vậy? Này, anh gặp, gặp người yêu gặp gì? Tôi đi làm gì giọt bẻ giọt nổi. Chị ơi bớt lại. Thì anh hai. Anh hai. Thế này anh ơi anh đứng lại đi. Thế bây giờ anh hỏi như vậy thì em xin phép em trả lời nhá. Trả lời có khó không? Thì là lúc nãy anh ấy hỏi cái gì chị quên mẹ nó rồi nhỉ? Em sợ chị quá. Chị không nhớ mà chị nói là chị biết rồi. Măng hỏi đau. Nhớ rồi. Em nhớ rồi. Nhớ chưa? Mận hỏi thì đào xin thua. Vườn hồng có lối nhưng chua, ai vào? Ôi dồi, chưa ai vào luôn. Anh ơi, chưa theo có vào. Cái chế độ mà của NASA nó nghiên cứu đó mà cái vườn hồng có lối mà chưa ai vào gọi là ế đó anh. Này anh kia, anh nói ai ế đấy? Anh có biết bây giờ gái ế là một xu thế không? Em bây giờ đi ra đường ấy, người ta nhìn em ấy, ai người ta cũng bảo em là Forever 21 đấy. Đúng rồi. Lại gì, lại gì? Dạ, em có nghe gì, em nghe nói chắc là 41. Dạ, 41 cái tuổi gì? Anh Forever 21 đó. 41 tuổi vậy người ta nói được. Ta 21. 21 hả? Trời ơi, tại em thấy, xin lỗi, tại em thấy cuốn cái lưỡi vậy quá. Em nghe tụi đâu 41. Để anh. Em lắng lắng vô ngoài. Xin lỗi. Em tôi nó bọc chập vậy đó. Chứ thật ra là thấy hai em xin thế muốn hỏi em là thiếu gì người o bế làm sao mà ế đúng ý muốn hỏi là hai em tên gì thế tên gì thế hai em là xinh đẹp như tiên dáng thế. Nghe tên xong hai anh sẽ bị té ghế. Em ơi, hai em yên tâm, em té ghế là anh sẽ bế. Bậy hốt bậy rồi, cái này của anh. Cái này của anh á? Không, anh bế. Đẹp em. Ủa nhưng mà nó nghe nè, hai em tên gì mà nghe thấy ghê? Tên gì mà nó nói mà té ghế? Dạ. Đầu lòng hái à tù ngã. Thơ rồi. Anh biết rồi. Thơ Nguyễn Du. Đó. Em tên Thúy Kiều. Thúy Nga là chi? Em là Thúy Dân. Bảo Vĩ. Lại nhạch. Nó không có dính gì vô cái thơ đó chứ. Anh. Không có lãng nhách gì hết, không lãng nhách lãng giang gì hết. Miễn sao có tên là được rồi. Có tên là được rồi, người đẹp có tên là được rồi. Thôi kệ tên gì cũng vậy. Đây là Thúy Nga, đây là Bảo Vĩ. Còn hai anh, hai anh giới thiệu danh tánh của mình luôn đi cho chúng em biết. Giới thiệu cho sợ em. Trời, cái gì kinh vậy? Cuối lòng. Cuối lòng là rắn. Hả? Cuối lòng là rắn. Thì nãy em đọc em là đầu lòng hay ả tố nghe, đúng không? Em là đầu lòng thì anh là cuối lòng. Chơi chữ thì. Hay. Đầu lòng với cuối lòng hai đứa nó mới môn đăng hộ đối. Giới thiệu sợ nè. Vào nha. Cuối lòng hai gà bảnh bao. Bảo Liêm là chị. Cái gì? Bóng à. Nó giới thiệu bậy. Là hoàng cưng em, anh lộn. Anh nói lại nói hồi tại sao nói anh giới tính khác vậy? May quá luôn. Mình nói lộn nói lại hết. Cái làm gì dữ vậy? Đây lại, lại. Cuối lòng hai gã bánh bao ngon lành Bảo Liêm anh lớn đó. Em là quầm thai. Cái gì? Ủa quầm mai có thai? Quầm thai là hoài thăm á. Trời ơi, em quầm mai đâu mà có thai? Giới thiệu đàng hoàng còn mà đặt nói lấy đồ nữa. Em phải nói về văn chương để người ta biết mình có bằng kỹ sư. Thôi mà bạc quá. Kỹ sư mà anh. Dạ. Này, thôi quầm thai với Bảo Liêm ơi. Thôi hai anh cứ chạy lòng vòng làm cái gì. Thôi bây giờ em chỉ muốn là mình đi thẳng vào vấn đề. Vào lướt. Đấy à? Vào lướt cho em luôn. Vào luôn á. Chị ơi, bớt lại. Em thích vào lướt. Bớt lại chị ơi. Vô luôn nha. Vô luôn, đi thẳng vô đào tha luôn cho em. Không thích vòng vòng. Đi vô thẳng thành phố luôn. Yes. Thấy hai em xinh đẹp dễ thương. Đúng rồi. Hai anh muốn muốn cái gì em cũng chiều. Muốn làm quen được không? Trời ơi, hụt hẫng sợ luôn đấy.
cứ nghe tưởng muốn cái gì kinh khủng lắm, cuối cùng chỉ muốn làm quen thôi à? Ừ, làm quen. Này, xin lỗi nhá, làm quen đây không có dễ đâu. Sao vậy? Nhìn đi, dù sao đằng này cũng là lá ngọc cành vàng đấy nhá. Không, đó là chanh muối chứ. Cái gì? Cái gì nhìn đây mà bảo là chanh muối à? Không phải. Là sao, là sao? Anh ơi, cái này không phải chanh muối anh ơi. Dạ, nhìn kỹ rồi, chanh hỏi. Chanh hỏi là chanh gì? Chanh hỏi chảnh đấy. Ôi dồi ôi, anh bảo là em chảnh á hả? Ừ. Ôi thật cũng may, chứ nãy giờ cứ nhìn vào đây bảo người ta là chanh muối. Bài, xin lỗi bài. Nha. Này, nhìn bài. Vậy thôi. Này, nhìn đây này. Gì? Nhìn vậy thôi chứ bưởi đấy. Bưởi đấy. Ừ, bưởi năm rồi đấy. Ê, sao em mở miệng ra là cứ tầm bậy quay. Không bậy, cứ gài cho em hoài. Bưởi mà nổi tiếng người ta gọi là bưởi năm rồi. Ừ. Nghe, nổi tiếng thì nó năm rồi hiểu không? À. Còn này nó nổi lình bình như lục bình vậy là phải bưởi năm rồi hiểu không? Năm rồi nó nổi lình bình vậy. Nói chung là tụi anh vẫn chơi thôi. Chứ thấy hai bé dễ thương thì dạ muốn là quen cái mà. Quen vậy thôi mà. Nhưng mà bển nó nói là cành vàng lá ngọc. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Mình nói là gì? Là cành vàng đúng. Lá ngọc. Hai em là cành vàng lá ngọc thì hai thằng anh cũng là họ cẩm thạch hộp xoài. Ngọc Quang là lấy sĩ hàng anh không đó. Vậy hả? Đừng có coi thường nha. Đừng có coi thường nha cưng. Nhưng mà nói cho hai em nghe nè. Thật sự đó là thấy hai em dễ thương bảnh bao muốn làm quen. Đúng rồi. Mà em nói vậy xin lỗi ngó lại coi. Ngó coi. Ngó đi. Ngó đi. Đây cũng đẹp trai bảnh bao à. Anh ơi. Đẹp trai bảnh bao cùng không đu. Trời ơi. Đang nói chuyện vô duyên vậy anh. Cái gì? Ừ. Anh nói nắng chí mà vô hầu rửa. Em còn nói chí mố mà anh nói em là vô duyên. Em ơi, nói nghe này nha. Tụi anh là thấy em dễ thương, thấy không? Thì hai đứa đến làm quen thôi. Chứ còn em mà nói cái kiểu mà đẹp trai vậy mà không giống vậy. Người ta đi ngang qua người ta quánh giá trị hai thằng anh sao? Người ta nói hai anh như vậy mà là cái vườn háo sắc, thấy không? Anh dẫm... ơi, bình tĩnh em giải thích này. À. Hai anh làm như là đẹp trai có cái lỗ tai để trang trí chứ không hiểu cái ngôn từ của người ta. Ủa chứ em đã nói lại gì? Nói người ta sao? Nói là hai anh đẹp trai cũng không có đủ. Đúng rồi. Chứ không anh phải not cũng... enough. À vậy hả? Yeah. Biết tự nhiên tự nhiên. Để anh biết tại em nghe tưởng là đẹp trai. Vậy chứ sao mới gọi là đủ? Phải có trí thông minh nữa. Đúng rồi. Ý anh, không lẽ hai anh em mình nhìn ngu lắm hay sao tự nhiên phải có trí thông minh nữa anh? Anh nhìn em cái mặt em có thấy ngu không? Không ngu. Cái mặt em nhìn đâu có ngu đâu đúng không? Không có ngu, hơi ngáo tí. Không ngu. Không ngu đúng không? Không ngu. Mặt em là không ngu, mặt này gọi là mặt gì anh? Xấu. Xấu. Gọi mặt xấu. Không đúng, mặt em là mặt xấu. Mặt anh là mặt xệ. Đó, hai đứa xấu, đứa xệ chứ không có ngu. Không ngu. Không có ngu. Hai anh em từ tôi bước ra đường. Đến ngã tư đó. Xe thắng cái két. Hai anh em đứng là bà con vừa. Người ta nhìn ta nói trời ơi hai anh em không xấu đều. Hai anh khùng. Khùng đâu mà khùng. Tự nhiên hạ giá mình hai anh em mình không có bình thường thôi. Hả? Không. Hai anh em mình phi thường. Phi thường. Này, phi thường. Phi thường lắm phải không? Phi thường thì phải phi thường chứ không là cho ra đường đấy. Nhưng mà làm sao? Bây giờ em muốn gì? Đây, bây giờ em thử đố vài câu xem anh có phi thường hay không nhé. Muốn làm gì làm đi. Hỏi đi. Này, mùa xuân Tết đến, thường thường người ta đi chợ người ta mua cái gì? Muốn mua cái gì mua? Hay, đó, bây giờ em trả lời cái đó, ta lòi cái gu của em ra rồi. Là sao? Hay quá, qua đi. Sao? Người ta hỏi muốn mua cái gì? Ừ. Chứ không phải là muốn mua gì mua. Không? Mua cái gì là tức là người ta muốn hỏi mua cái gì, nó thẳng vấn đề vậy. Thôi người thông minh trả lời. Người thông minh anh trả lời thử coi người, nghe trả lời cái gì? Mua xuân mà đi chợ xuân là người ta thường thường là người ta mua hoa đúng không? Ô dè, giỏi thế. Thấy chưa? chính xác. Anh mới xàm á anh Liêm. Sao? Nghĩ sao? Anh là anh thích mua hoa đúng không? Nhưng em không có thích mua hoa. Em thích mua bánh mứt thèo lèo cứt chuột, thấy không? Dạ, chứ chết giờ người ta đang đố mình, người ta coi cái trí thông minh của mình. Ủa vậy hả? Người ta hỏi mua cái gì, anh nói mua hoa là chính xác rồi. Ủa vậy là mua đúng mua rồi, hoa đúng mà. Mua hoa là chính xác anh à. Rồi bây giờ anh trả lời đúng rồi, giờ muốn làm gì? Muốn gì? Thì nói chung là bây giờ nếu mà trả lời đúng rồi thì em xin đố tiếp. À đố hả? Mà đố vậy gì? Thì em lại đố tiếp về loài hoa. Ôi ơi, hoa thì anh có biết hay không? Một bụng. Mới đi chợ xuân về, hoa gì cũng mua hết. Chị đố. Muốn đố hoa gì là anh có hoa đó. Anh chắc không? Chắc chắn luôn. Chắc rồi anh rồi. Vô đi anh trả lời. Nếu đố về hoa, đố đi. Anh ơi, cố lên nha, đừng để mất mặt gia đình nha. Yên tâm. Rồi đố về hoa. Cố lên chị, cố lên.
Mời. Nghe nha. Ừ, đó. Lên nghe đi. Nha. Chuẩn bị đi em, chắc chắn là Hà thấy nha. Nghe em đố nha. Nghe về, nghe về, nghe về em đố. Đầu xuân xuống phố rào hắc phố phường. Muốn biết ta tỏ tường thì nghe em đố. Hãy nghe cho rõ là đó hoa gì? Hoa gì? Hoa gì? Hoa gì là hoa gì? Hả? Hoa gì? Ai biết hoa gì, hoa gì? Anh Hải nói anh biết mà. Có đố gì đâu hoa gì? Ủa, đúng rồi, đố, hả? Tôi chưa đố mới đề ba vô à. Trời ơi, làm anh em nhảy gần chết luôn rồi. Mới đề ba mà anh em qua mất quá. Nhảy thoát rồi. Bây giờ hai thằng tưởng đố rồi. Ủa giờ chưa đố hả? Chưa có đố phải không? Chưa có đố. Thôi giờ đố đi em. Rồi em làm đã giờ nhảy chết. Ê, nhưng mà nghe nè. Xí. Sao sao anh? Bây giờ nó nghe nè. Khoan, nhờ anh để anh hỏi coi. Hỏi đi, hỏi hỏi trước chứ. Ừ, hỏi đi. Nếu mà bây giờ hai anh em mà tụi tôi mà trả lời đúng đó ha. Ừ. Thì bên hai em ấy có thưởng cho gì không? Nói chung anh muốn cái gì thì em chiều hết ấy. Muốn gì em cũng chịu hết. Vô rồi, vô rồi. Cái game này vô rồi, vô rồi. Cái game này đã nè. Nói nghe là giống như mình chơi game show vậy đó. Cái như đợi trúng là mình có thưởng. Đúng rồi. Bây giờ như vậy nè. Nếu mà giờ hai em á, mà đố mà hai ai thằng anh mà đoán được đó, đố trả lời được á, thì bên ấy cho tụi này hôn một cái. Đó. Được không? Hay. Còn nếu mà bên đó hai em mà đố mà hai anh không trả lời được thì hai thằng anh sẽ đứng yên tại chỗ cho hai đứa em hùng một cái. À, đứng yên luôn. Chị ơi em không chịu đâu. Sao không chịu? Đúng cùng húng mà sai cùng húng, vậy là mình bị hại rồi. Bà sao bà dại thế? Trời ơi, chị em mình ế lâu rồi, bây giờ tự nhiên có đàn ông người ta đến ta hãm hại là phải mình phải vui. Phải vui. Phải vui nhá. Dạ. Yeah. Mừng quá, đố luôn, chơi luôn. Chơi luôn, chịu luôn. Chịu luôn. Rồi, 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 rồi. Anh, lên. Đấy anh, lên. Chuẩn bị hung nha, chuẩn bị hung nha. Rồi, vô đi. Đố nè, đố nè. Khó lên nha chị. Đầu xuân năm mới là đóa hoa gì? Hoa gì? Đầu xuân năm mới là đóa hoa mai, vượt dặn đường dài là hoa thiên lý, tánh tình mà thùy mị là đó hoa trang, cảnh sống mà giàu sang là hoa chảnh chẹ là mắt dài. Sao chửi vậy? Sao tự nhiên bảo em là chảnh chẹ? Thì đúng rồi, giàu sang là nó ưa chảnh chẹ. Đúng 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 rồi. Ờ, đúng không? Sao tự nhiên cứ nói mình giàu sang là chảnh chẹ là sao? Này em xin giới thiệu với hai anh nhá. Mặc dù tụi em giàu từ trong trứng nước nhưng chưa bao giờ biết chảnh chẹ với ai là gì hết nhá. À, chưa có chảnh chẹ kìa anh. Ủa sao giàu trong trứng nước là giàu sao? Giàu trong trứng nước hả? Là mình lấy cái trứng mà mình bỏ vô nước cái mình luộc sôi lên là cứ như là như trứng luộc vậy, là trứng nước là trứng luộc, trứng luộc là trứng nước đó. Là trứng luộc sao vậy? Trứng luộc là nhiều khi mình ăn trứng luộc hoài nên không có xài tiền cho nên mình giàu. Hai anh đi về thướng đi. Đẹp trái đi. Mà dột. Nó nói nhà em bị dột đó. Quê chứ anh. Ờ. Xin lỗi hai em. Nhà anh mua ở Fountain Valley có 1.8 triệu thôi. 5 phòng ngủ, 8 phòng tắm, 2 cái hồ bơi và có sân tennis ở đằng trước. Nhà anh là never dột. Chị nói đi chị. Này anh ơi, lại tội nghiệp anh nữa rồi. Có cái lỗ tai để trang trí không có hiểu. Nó bảo là hai anh nhìn vậy chứ mà dốt. Đúng rồi. Chứ không phải là dốt. Ủa tự nhiên nói là tụi anh dốt là sao? Tự nhiên đang nói dốt là dốt chỗ nào? Không, xin lỗi. Đúng, ta chữ dốt, đúng. Là sao sao dốt? Ta đang đố trái cây. Ủa, ta đang đố nhiều hoa. Anh ơi, em nói anh dốt là bởi vì dầu từ trong trứng nước là dầu từ nho đó, anh có biết không? Thấy chưa, em dịch tầm bậy không, người ta nói em dốt phải rồi. Không biết, tại vì tự nhiên nói dột, em nghe dột chứ em đâu có nghe dốt. Là dầu từ trong trứng nước. À, nghe không, là dầu từ nhỏ. Ừ. Đúng rồi. Là cái gì là xin lỗi. Xin lỗi, đây làm lắm, xin lỗi thôi. Nói bài vui. Nói chặt rồi nói lợi, nó làm dữ vậy. Đố cho vui thôi mà. Này, bây giờ nghe đố tiếp nha. Đố tiếp là để anh trả lời lợi chứ. Anh trả lời lợi nha. Rồi, con anh gỡ. Lấy lại mặt mũi gia đình anh. Nghe nè, nghe nè. Nghe anh gỡ. Cảnh sống giàu sang mẫu đơn phú quý, cánh tình mà thùy mị là đó hải đường, hay giận hay hờn là hoa mít ướt, tình cảm sướt mướt là đó hoa hồng. À, hỏi vợ hỏi chồng, hỏi vợ hỏi chồng, hỏi vợ hỏi chồng.
Hỏi vợ hỏi chồng. Hỏi vợ hỏi chồng. Hỏi vợ hỏi chồng. Để anh về hỏi má. Mai trả lời được. Không. Về. Sao vậy? Đi mua, đi mua. Về đi. Đi mua. Sao sao về vậy? Sao về? Hỏi vợ hỏi chồng thì phải về hỏi má chứ. Chứ bây giờ mình đây mình trả lời mình lấy rồi người ta coi thường mình sao? Đúng, trời ơi, áo mặc sao qua khỏi đầu đó. Đúng không? Hỏi vợ hỏi chồng là chịu rồi. Đúng rồi, hai đứa mình là thuộc loại cái tiếp người dễ thương chứ không thể nào dễ dụ. Em rảnh không? Dạ. Vào mượn cho chị cái thang. Rắn mà kìm cái thang chị. Chị bắt cái thang lên, chị leo lên, chị nói chuyện với anh cho nó vừa lòng. Là sao, là sao? Để nói. Anh cao quá mà. Là sao? Này, anh đã từng soi gương chưa? Có, mỗi ngày. Anh nhìn vào gương mặt của anh trong gương chưa? Mỗi ngày luôn. Cái trán của anh thì nhăn như là trán khỉ, mắt thì bụp như mắt bò, mũi thì hình như mũi trâu, mà cái miệng hô như là miệng con gấu. Ủa, nó khen anh dữ vậy ta? Nét đẹp anh đẹp dữ vậy sao trời? Em ơi, dạ, em ơi, em áo đỏ bên kia ơi, dạ, cái mà mình nói ai đó là mình phải nói đúng người đó nha, bắn đúng người đó chứ em đừng có bắn qua người khác kỳ lắm. Hiểu không? Cái mỏ hô như là con gấu. Ôi chết, sao mà em tả anh nhỉ? Mà miệng anh hô thật ấy, em xin lỗi anh, mà cái miệng anh này móm này. Miệng anh móm như là con gấu. Đó. Giờ vô rồi đó anh. Giờ vô rồi đó. À là tả nét đẹp, giờ nó ra nét đẹp đó, đúng không? Bây giờ nhờ em tả cái nét đẹp của anh mà anh mới thấy luôn á. Đẹp không em? Ngó coi. Đã quá rồi. Qua đứng bên này. Ngó coi. Nhìn em. Trời ơi, cái góc khung hình này. Thấy giống không? Giống nét cả này không? Em nói thiệt anh nha. Anh mà đẹp giống vậy anh đừng có ra đường. Sao vậy? Nét đẹp này giờ phải bỏ trong lòng. Ủa em lòng chi? Trong cái chuồng đó anh hiểu không? Đó là cái mua cái chuồng vậy em thả anh vô trong. Em khắc một khuỷu thôi. Đưa cái mặt anh ra giống như mặt ra. Đó vậy đó. Rồi bắt đầu em mới bán vé cho người ta vô coi. Ở dưới em có chú thích thêm vàng nữa. Để gì dưới này? Đừng chọc phá thú dữ. Không, cái này là người ta tả chứ phải em đâu. Nói gì mà nghe hồi thấy ghê vậy. Ê nó nghe nè. Anh nói em nghe và chịu hợp tác không? Dạ. Anh bỏ tiền ra đầu tư mua cái lồng về đó rồi anh bán vé em hốt tiền, em bán vé em hốt tiền. Chị về anh. Thì mình bán ảnh vé bán người ta vé. Ê! Hả? Quê! Nãy giờ ta suy nghĩ không kịp. Không kịp hả? Ta nói anh là trán khỉ nè. Mắt bò nè. Mũi trâu nè. Đúng. Miệng gấu nè. Động vật nguy hiểm. Bốn năm con vật ở trên cái mặt anh đó. Đúng rồi. Vậy đâu phải con người. Anh á bây giờ biết không, hồi xưa mà ta coi cái channel mà Discovery đó. Là giờ người ta bỏ coi cái channel đó luôn. Ta chỉ mở coi anh thôi là thấy hết tất cả những con vật ở trên cái con người của anh á. Ủa vậy nói anh quái vật hả? Không. Em nói mà nói. Ai mà nói anh quái vật? Nói gì mà ác mồm vậy, anh chỉ là quái thai thôi. Chị ơi, mình hiền. Tự gái nha, quê nha. Nói vậy thôi đi về đi chứ anh. Không, chưa trả lời xong mà. Ủa vậy hả? Nãy là mình tưởng là hỏi vợ hỏi chồng, tức là khoái mình, chịu mình. Mình mới về hỏi má. Đúng rồi. Thật sự ra trời ơi, trả lời là phải thắng. Biết không? Thắng. Nè, để không? Đó là hiểu lầm. Nãy hỏi gì? Nãy hỏi câu chót là gì? Hỏi vợ, hỏi chồng. Đó thấy không? Là qua thua. Đó là hoa thua đó em. Hoa thua là hoa gì? Hoa thua là hoa gì anh? Trả lời em được thua chứ sao? Trời vậy ơi. Hỏi anh vậy mà làm cho quá này cũng là tiền hỏi chở không thua rồi không biết phải không chứ sao hả? Không biết này thôi vậy qua gì? Ôi anh không có đi học à, dễ thế. Hỏi vợ hỏi chồng là đóa hoa tai đây này này. Đấy, hoa tai này. Ủa sao gọi là hoa tai? Thì bây giờ anh đi hỏi vợ, anh phải có hoa tai để em mới cưới được vợ, hiểu chưa? Không, hồi nãy là tính nói cái này rồi mà quên. Chị ơi, chị anh ơi. Em là em có em biết rồi mà tại em tưởng anh biết đó nên anh em mới không trả lời. Chị anh ơi, bên nợ thua rồi, bên nợ thì... thua rồi. Mình húng thôi. Cái gì? Mình húng cái gì? Cái gì? Thôi hả? Người ta thua. Dạ. Mấy anh thua rồi. Vậy là em được hôn mấy anh rồi đấy. Chị hôn nhá, chị hôn nhá. Nãy em nói gì? Nãy em nói đâu? Đứng thẳng cho nó hôn. Này. Anh kìa, em làm trước đi, em thua mà. Trời. Nghe hôn cái người cứng. Cứng á. Để tao hôn cái. À, em ơi, chị hôn như thế này người ta gọi là hôn gì đấy em? Chị ơi, mình hôn mà người ta đứng trệt chân như rửa thì gọi là ép hôn. À vậy hả? Vậy thì chị hôn lại nhá. Nhắn kìa. Nữa hả? Trời ơi. Em ơi chị hôn này.
người ta gọi là hôn gì vậy em? Chị ơi, mình húng một cái rồi mà mình húng một cái nữa, người ta gọi là tái hôn. Hay ta. Hay quá. Vậy bây giờ chị hôn thêm cái nữa này. À, chị hôn thêm cái nữa này. Em ơi, chị hôn này người ta gọi là hôn gì em? Dạ. Còn mình đè xuống mà mình hôn như ní thì người ta gọi là cường hôn. Trời ơi, vậy thì chị phải làm lại cái nữa. À, bây giờ chị làm lại cái nữa người ta gọi là hôn gì nhá? Dạ. Cấm hôn. Sao lại cấm hôn? Đến đây đây. Thật có thấy tay rồi. Nhường nó làm tới. Không anh ơi, dạ, mình thua mình phải chịu chứ anh. Nhưng mà nó giao con cái à. À, ủa vậy hả? Thôi, nói chung là nãy giờ em cũng được ba phát rồi. Cũng vui lắm. Chị phấn chấn quá em ơi. Bây giờ do thơm đến em đấy. Tới em húng phải húng. Ừ, đúng rồi. Hay quá. Anh ơi. Anh đừng yên để cho em húng. Đồ chùa, sao tự nhiên đứng im cho em hôn? Rắn mà không được hôn. Em nghĩ ra này là nãy anh Liêm anh thua thôi. Còn anh là anh đâu có thua đâu. Nãy giờ là bên kia đố, bên đây trả lời thua, bên đây bị hôn. Còn anh là chưa hề được có cơ hội trả lời là không có thua nha. À đúng rồi. Mới đố người à. Mới đố người. Đúng. Rửa là anh chưa có phục. Anh không phục. Anh là tên Tâm thì em phải làm sao phục. Anh phục thì mới gọi là Tâm phục. Được rồi phục. Em sẽ làm cho anh Tâm phục khâu phục. Em làm sao nói đi. Hồi nì là chị em đổ về bóng bấy chưa em đổ trái. À trái thì anh thích trái. Nó chửi em hả? Ủa sao em chửi anh? Nó nói bóng trái. Có nghĩa là nó đang nói ai em á là trai bóng. Hiểu không? Giận. Không có. Không có gì. Em không có nói rửa. Anh xin lỗi với em nha. Nhìn anh là giống cái cây bông thôi chứ thật sự anh là nguyên một trái đó. Em biết mà, em biết mà. Nguyên một trái luôn à. Nhưng mà nói nghe, hồi nãy chị em là đố hoa chứ không có đố bông nha. Bông hoa chi cũng rửa. Bông hoa sao rửa? Bông hoa mà đem đi rửa là nó héo hết luôn. Có anh. Hả? Dạ bông plastic là mình phải rửa để mà nó dính bụi anh. Bà đang đố rồi là bông tươi. À, tươi. Nhưng mà em nói nghe này, con em ấy, bông với hoa gì cũng là như nhau. Bậy. Như nhau sao được như nhau? Bậy lắm nha. Bông với hoa là không có như nhau nha. Bông là bông mà hoa là hoa. Đúng. Nè, bây giờ giải thích. Cái gì người ta đẹp là người ta kêu là hoa hết. Chẳng hạn như đây, hoa cúc, đó, hoa mai, hoa mận, hoa đào. Hoa hậu. Đó cũng là gọi là đẹp mới gọi là hoa hậu, đúng không? Còn cái gì mà nó bớt đẹp là người ta chuyển qua người ta gọi là bông. Chẳng hạn như là bông bụp, bông thuyết địch. Có. Đúng rồi. Bớt đẹp là ta gọi là bông bụp nè, bông thuyết địch nè, bông súng nè, bông bóng. Vậy rồi. Bông bóng. Không có liên quan gì tới bông bóng hết em ơi. Có. Sao có? Bông mấy bà bóng bắt cài trên đầu người ta gọi là bông bóng đó. Cũng có luôn hả? Giờ em mới biết đó. Thấy em hay không? Nhưng mà sao cũng được. Bí chư là em đổ về trái cây mà. Ủa em đổ trái cây hả? Dạ. Em đổ trái cây, anh trả lời trái cây. Trời ơi, một bụng trái cây. Vậy bí chư em đổ nha. Em đổ đi, anh nôn trả lời lắm rồi. Ráng nha. Em ráng, em sẽ lấy lại mặt mũi của gia đình. Dạ. Chị đề em. Vô. Hey. Ráng em. Vô. Để em ủng hộ tinh thần em. Nghe về, tối đổ xuống sang giao phố mua sắm tưng bừng, bánh mứt thơm lưng trái cây khắp phố. Biết chưa em đồ nghe thương là trái chi? Trái chi là trái chi. Trả lời. Chi là trái chi. Trả lời. Trái chi thì trái. Anh ơi, em chưa đổ mà. Chưa đố anh ơi, chưa đố mà sao anh em mà cứ bị hớ hoài vậy ta? Anh sao anh nôn nóng rồi để chưa em... đố mà sao mình cứ giật hoài vậy? Ủa, chưa đố biết anh. Như là em mời đố nè. Bây giờ em đố đi. Dạ, em đố nè nha. Đố lẹ chứ anh này nãy giờ anh mệt lắm rồi nha. Bây giờ anh mới đố đó. Nghe từ chài ní là chài chí nè. Ruột đỏ bò sánh là trái dừa hấu. Hình thù sáu sầu là trái sầu ri. Nếu không tiếc tiền xoài thơm xoài két, ăn vào rớt mát là trái thanh long. Ngôi quảng vong vong là cái đồ nhiều chuyện. Các không đồ nữa. Chị anh nghe gì không? Anh bình tĩnh nghe em giải thích này.
anh bình tĩnh như nghe giải thích này. Chắc thế. Chắc quá. Ôi mà chuột hơi bé nhá. Tính đấy mà chuột bé, nhớ tập nhá. Này hơi mềm, nhưng mà được cái chuột to, em thích. Em ơi. Dạ. Gu của em là gu gì đấy? Dạ gu em là gu chi. Còn gu chị là gu mềm. Gì vậy? Này, nghe giải thích này. Lúc nãy con em ấy, nó bảo là cắt, chứ không phải là. Hiểu chưa? Nên mấy anh đừng có đứng hình. Hiểu chưa? Ủa vậy hả? Nghe không, tự nhiên em đứng hình với làm anh đứng theo. Khoan, em không những là em đứng hình mà em đổ mồ hôi hột luôn anh. Có đâu mà đổ mồ hôi. Kêu là em khuyên em của em nói nó đàng hoàng ta mới hiểu chứ. Này em ơi, chị nói em nghe này. Mình ấy, mình nói đã khó nghe rồi. Thôi thì từ nay ấy, em cứ nói mọi người em dùng Enlit đi. Yes, I did. Trời ơi, cái chữ đó là ngoài Bắc ấy còn sợ hơn nữa đấy em. Thôi thôi, cái chữ đó mà trong Nam cái là khỏi cần luôn. Ra cái là giải tán nguyên đám đông. Thì đó, em nói tiếng Việt, tiếng Anh chi người ta cũng hiểu nhầm. Dạ, 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 em thay mặt vợ em xin lỗi anh. Cái dạ. Gì? Em gì vậy? Xin lỗi chị, dạ, dạ. À, gì? Nên nghe, qua đây. Dạ. Mai mốt về nhà đó, mà nếu mà rảnh. Anh ơi, anh ơi, cái tay anh đề lâu chờ rồi. Em xin lỗi em. Tùm tướp, tướp. Không phải. Tùm tướp. Không, bây giờ nói nghe nè, mai mốt có gì thì anh đăng ký cái lớp mà bổ túc ngôn ngữ thêm. Rồi hai đứa mình đi học chung nhau, được không? Anh hứa nha. Ui. Anh hứa đó nha, em thích anh. Đàn đố đó. Ủa, đàn đố, đàn đố. Ủa mà nãy em đố gì đến đâu rồi? Sao em đồ anh chạy chỉ bằng ngôi quảng vong vong, anh lại nói là đồ nhiều chuyện. Thì đúng rồi, cái gì mà cái gì rảnh rỗi mấy cái bà mà ăn ở không rảnh rỗi đi vòng vòng là nồi chuyện chứ còn nhiều chuyện chứ còn gì nữa. Nhưng mà em đổ trái cây mà. Đúng rồi, ta đang đổ trái cây mà. Ồ em bậy quá ha. Không tự nhiên nó chửi ra nhiều chuyện. Sai đúng quá rồi. Sai. I'm sorry baby. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Biết chứ anh có biết chưa? Để nó đố lại. Đố lại. Đố lại, đố lại. Bây giờ em đố lại đi, anh có câu trả lời rồi. Dạ. Em đố lại đi. Vô, anh chuẩn bị coi con. Nghe nè, nghe tụi nó trả lời. Nghe nè. Ngôi quảng vong vong chính thiệt là trái lê. Ngựa mà gài mé là trái mắt mèo. Quánh tay ló nghèo là trái bần ổi. Không sâu chẳng lồi là trái mảng cầu. Cái bụng mảng bầu, cái bụng mang bầu. Cái bụng ráng mang lên, bầu lên. Cái bụng mang bầu ráng lên. Cái bụng mang bầu. Cái bụng ơi, mang ơi. Bầu. Anh đưa chồng có con rồi chị ơi, em hơn chị là nhạc có phúc, chị chỉ được hôn thôi còn em là được hốt. Ai hốt em? Anh đi. Anh mới nói đưa em đi đẻ thôi chứ chưa có hốt nha. Anh trả lời cái câu của em thì em nói là mang có gì cái bộ có một cái bụng có bầu thì anh đưa em đi đẻ là trả. Ôi lời chú thôi cha, chưa hốt nha. Em hiểu sai anh ơi. Ai biểu anh nói là đứa em đi đè, em tưởng là anh hột em rồi. Ôi trời ơi, mày mày này này này, ta đang hỏi em là cái trái là trái gì, không tự nhiên đưa em đi đẻ là sao? Yên tâm, anh đã suy nghĩ ra được. Sau một phút suy nghĩ ra anh đã biết được cái bụng mang bầu là trái gì rồi. Cái bụng mang bầu là trái gì? Cái bụng mang bầu, cái bụng mang bầu đúng thiệt là trái bầu, đúng không? Ôi chú cha mà ơi. Ở trái bầu nên mới đưa đi đẻ đúng không? Cái mặt dễ thương đi. Đẹp trai đi. Mà còn thông minh nữa. Anh ơi. Em ơi. Em chiều anh rồi đó. Chiều rồi phải không? Anh thắng rồi. Dạ. Vậy. Anh ơi. Anh hung em đi anh. Thời tới cạn không kịp. Được hôn luôn. Trời ơi, cùng chị, cùng em với nhau mà con ấy nó phước quá anh ạ. À. Sao? Em đến bây giờ vẫn chưa ai hốt. Anh ơi, đưa em vào khách sạn luôn đi anh. Bậy ơi, bậy ơi. Nhầm, anh ơi, anh hốt em luôn đi anh. Còn anh không hốt em thì để em hốt anh. Ê, luôn. Không có bậy nha. Em. Dạ. Mình là như vậy chứ không phải dễ. Dạ đúng. Nãy nói rồi. Đúng. Dễ thương không phải dễ dụ. Dạ. Còn mà nếu muốn dụ hả? Muốn hốt phải không? Dạ. Anh em mình hốt. Dạ. Vô. Vô. Hốt là hốt.
lặng nghe tình xuân nồng. Kiếp qua hết phải đồ hương phân. Nào ai hứng hờ. Xuân vẫn nóng chờ. Tới đây năm tài cùng ca múa. Hát lên đón xuân của tuổi thơ. Đầu xuân năm mới kính chúc mọi nhà sức khỏe báo lá nhà nhà nó đu. Tiền bạc đầy tủ gặp mọi điều may. Già trẻ gái trai vui vầy hạnh phúc. Đầu năm xin chúc lộc đến đầy nhà. Xin chúc ông bà già niên bát lão. Dễ hiền dấu thảo con cháu đầy đàn. Ngàn điều may, ngàn điều phá. Xuân bạc ngã khắp mọi nơi. Cuộc sống thành thơi chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Xuân đã đến rồi, rêu rạc ngàn hồn hoa xuống đời. Vui trong bình minh, muôn loài chim hát vang mọi nơi. Đẹp trong tiếng cười, cho kiếp người tình thương đắm đuối. Khá khao xuân tươi thái hòa. Khá khao xuân tươi. Rồi dựng lên. Dậy. Đỡ lên. Rồi. Bảo Vy. Hoài Tâm. Thúy Nha. Bảo Liêm. Xin kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng. Chào.